Chào mừng quý vị thân thương của mình, lại là mình KD đẹp trai thanh lịch đây. Mình mới vừa xem lại các cổ tích tấm cám, mình thấy bà gì gãy trong tấm cám bà siêu ác luôn. Bắt tấm pha nhặt thấp và thất gạo với gạo. Mình xem xong mình liền có ý tưởng liền. Xưa thì có bà gì gãy bà bắt tấm nhặt thấp và thất gạo với gạo. Thì nay có anh KD đẹp trai thanh lịch trộn lẫn nhiều bài hát lại với nhau rồi bắt Ami đoán. Mình thấy mình ác quá các bạn ạ. Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. Chỉ cần âm nhạc phát lên là bồ biết ngay đó là bài TNA hay là bài Fire. Thế thì những người thích đoán tên bài hát bình thường kia nó quá là giờ e dê ngã dễ đúng không? Bởi vậy nên ngày hôm nay anh mới làm thử thách trộn lẫn bài hát chứ gì. Cho nó khó chứ gì. Video nào anh cũng bảo khó mà em có thấy khó đâu. Anh toàn giỏi nói chứ. À, mày nói hơi nhiều nha mày. Im mày. Hôm nay sẽ là video thử thách đoán tên bài hát của BTS khi bị trộn lẫn ba bài lại với nhau. Như kiểu chè tập cẩm ha. Bộ đã sẵn sàng. Let's go. Đã có câu trả lời chính xác. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là bồ có tự tin mình sẽ đoán đúng. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là câu hỏi này liệu bồ có đáng đúng. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là câu hỏi này chắc không làm khó được bộ đâu nhỉ. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là một Ami nên chắc câu này bồ sẽ trả lời đúng. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là câu hỏi này liệu bồ có đáng đúng. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là
Bồ có tự tin mình sẽ đáng đúng. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là Bồ đã có câu trả lời chính xác. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là câu hỏi này chắc không làm khó được bồ đâu nhỉ. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là là một army nên chắc câu này bồ sẽ trả lời đúng. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là bồ có tự tin mình sẽ đáng đúng. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là câu hỏi này liệu bồ có đáng đúng. Câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là bồ nào mà đoán đúng hết được cái view này là tai cũng hơi bị thính đấy. Giờ thì đừng vội đi mua máy trợ thính cả chứ. Mình còn rất nhiều video thử thách đang chờ bồ xem đấy. Bồ chỉ việc chọn video bên trái hoặc video bên phải để tiếp tục xem những video thú vị về BTS. Giờ thì bye.